Hello, Nguyễn Đức Long xin trân trọng kính chào đại gia đình chúng ta trong bản tin của buổi sáng hôm nay. Và lời đầu tiên cho Long kính chúc đại gia đình một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Buổi sáng hôm nay thì Long muốn gửi đến cho đại gia đình chúng ta qua cái câu chuyện tranh chấp về cái vụ bản quyền của cố nghệ sĩ. Và thật sự cái điều này nó đã dấy lên cho cộng đồng mạng một cái phen mà té ngửa té ghế, tại vì cho đây rằng là một cái trò bẩn thỉu của cái con tu hú này, và luôn kể cả có cái sự chỉ đạo của cái con quả đen. Tại vì sao mà cộng đồng mạng nói như vậy? Chứng tỏ rằng là cái điều này, nó thật với quý vị, nó phải có gốc có ngọn. Nếu chúng ta tìm hiểu thì phải có từ dưới gốc lên đến ngọn, chúng ta mới thấy được cái sự việc nó trắng đen như thế nào. Còn đằng này tụi nó chơi là chơi bẩn thỉu, tụi nó muốn coi như là kiếm tiền, bất chấp kiếm tiền một cách coi như rằng là thậm chí là trên cái danh dự và trên cái xác chết của người khác. Thì chính vì cái lẽ đó không ai chấp nhận được. Thì ngay bây giờ Long xin đọc sơ cái bài coi như rằng là bình luận của một vị khách đã bình luận trong cái kênh của Long, rất là dài nha quý vị, ta bình luận rất là dài. Nhưng mà Long thấy rất là có ý nghĩa nên Long mới đem cái bài này ra để phân tích cho đại gia đình chúng ta cùng nhau nghe. Nói thật ra lúc cố nghệ sĩ mới mất, con vô ơn này không đủ khả năng tài chính cũng như độ giao thiệp quen biết để lo chu toàn hoàn hảo nhất cho cố nghệ sĩ. Nó đã để cho gia đình cố nghệ sĩ lo chu tất cho ông. Sao lúc đó không đứng ra giành quyền lo ngay từ đầu đi, để sau này người thân lo cho ông quá chu đáo. Nó quay lại đánh tráo dư luận, con vô ơn ví nó là một loại tất cả dọn mâm sẵn cho nó leo lên ngồi ăn. Ăn mà còn nhớ công ơn người nấu dọn sẵn cho nó ăn. Nó không có thương cha nó đâu. Nếu nó thương cha nó thì không triệt máy một máu mủ cha nó vào đường cùng. Ý là nói rằng là không thương, chứ nếu thương là không triệt mà máu mủ là có nghĩa là những người thân á, người thân gia đình của cố nghệ sĩ vào đường cùng. Thì đó, mà khi dọn lên ăn á, thì người ta nấu sẵn cho ăn mà còn không nhớ đến cái ơn của cái người mà nấu dọn sẵn cho mà ăn. Thành ra là làm sao mà biết nhớ thương gì đến cha mình, đúng không? Mà nếu thương cha mình thì hoàn toàn không có mà để mà cho máu mủ dòng họ anh chị em của cha mình vào đường cùng như thế. Cho dù bên mẹ của cái như Hồng Phượng có sai chăng nữa, nó cũng phải có chút lương tâm khi còn chờ pháp luật phán quyết. Ý là có nghĩa rằng là dù là cô Sáu có sai đi chăng nữa thì cũng phải có chút lương tâm để chờ đợi pháp luật phán quyết. Tôi ủng hộ nó ngay từ đầu, nhưng tôi không đồng tình cách đối xử với nó, với người thân của cha mình, của nó. Tôi cũng không ưa mẹ con Hồng Phượng, nhưng tôi không bao giờ cung kích triệt con đường sống của họ vì lương tâm không cho phép. Hơn nữa, dù sao họ cũng là máu mủ ruột thịt của cố nghệ sĩ, người tôi luôn kính mến. Chuyện nào ra chuyện đó, tôi luôn tin ở pháp luật. Ai chứng minh đủ pháp lý được thì pháp luật công nhận thì thắng, vậy thôi. Chung quy cũng là người của ông cố nghệ sĩ. Nên bây giờ nói thật quý vị, theo cái vị này người ta đăng cái bài này, người ta bình luận như vậy, thì tôi cho đánh giá cái bài đăng này, cái lời bình luận này rất là cao. Tại vì ông cũng giống như bao nhiêu người khác, ông nói rằng là ông không có quan tâm đến chuyện ai thắng ai thua, hay là không quan tâm đến cái chuyện người này sai hay người khác sai. Nhưng mà cái sai mà là của cái con vô ơn này, ban đầu là người ta nó triệt cái đường sống của gia đình cố nghệ sĩ. Thành ra bây giờ đó, nó thật với quý vị là nhiều người họ đã lên án về vấn đề này. Có nghĩa rằng là không đồng tình với cái cách hành xử của cái con vô ơn này, cái con tu hú này, đã triệt đường sống của gia đình cô Sáu và đẩy cô Sáu ra ngoài đường, dồn vào bước đường cùng. Như vậy là cái lương tâm con này nó không có. Nó làm như vậy là cuối cùng vô tình đó là nó đã làm khổ gia đình cô Sáu, mà làm khổ gia đình cô Sáu là làm khổ đến người cha nuôi của mình. Quý vị nghĩ đúng không? Nghĩ đến người cha nuôi của mình.
Thì chính vì lẽ đó, thưa quý vị, ngày hôm nay có nhiều người bình luận và nhiều người nói như thế, thì chúng ta cũng thấy được phần nào khi cái con này nó đối xử với người thân của nó. Rồi bây giờ là thêm một cái bài bình luận nữa, Long xin đọc cho cả nhà nghe. Mà cô không ngờ phút cuối chị Thảo cho mọi người biết được thâm cung bí sử của ba cô. Mình gieo một giống tốt hái được trái ngon, gieo giống xấu hái trái đắng. Đừng dồn ai vào con đường cùng, hãy chừa cho người ta một con đường sống, thì tâm của mình cảm thấy thanh thản hơn. Gầy ông đập lưng ông, mình gieo cho ai đau khổ thì người ta không nhận, thì nó trả ngược lại cho bạn, trả phải lời gấp đôi hơn nữa những gì bạn đã gieo cho người khác. Không gì trả nhanh bằng luật nhân quả. Đó, quý vị thấy không? Đây, đó là những người mà họ mà viết những cái bình luận như thế này là đa phần là người ta không đồng tình. 90% là người ta không đồng tình với hai cái con người này. Một đứa vô ơn, một đứa tú hú, một đứa coi như rằng là quả đen, một đứa cơm kết sắt. Có nghĩa rằng là tụi này đồng thanh đồng thủ đó quý vị. Nó giống nhau hết. Thì không ngờ, người ta nó không ngờ là phút cuối chị Thảo phải cho mọi người biết tất cả những cái việc mà thâm cung bí sử của mà cô làm. Và mà cô gieo giống gì thì hái trái đó, đó là đương nhiên rồi. Mà ngày xưa Vũ Luân cũng từng nói cái câu này, thưa quý vị. Thì chính vì lẽ đó, thật sự mà nói chúng ta không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được. Tại vì đó là sự thật, đó là cái điều mà rất là sáng tỏ ở trên mạng xã hội, bây giờ ai cũng nhìn thấy. Thì thưa thật với đại gia đình rằng nếu như mình đem bỏ trên bàn cân mình cân, thì mình thấy rõ ràng bên nào nặng, bên nào nhẹ, đúng không? Chúng ta ở đây không phải là, tôi nói ở đây không hẳn, tôi không phải rằng là tôi nịnh bợ ai, hay là ai cho tôi ăn cái gì, hay là cho tôi cái gì để tôi nói. Mà thực tế trong câu chuyện này là tôi thưa với quý vị rằng là tôi làm vì lương tâm, vì làm vì cái sự mà thực tế thôi, chứ không phải rằng là mình vì một cái tiếng ngon lời ngọt gì của ai để là mình bênh vực họ hay mình ủng hộ họ. Nhưng mà ban đầu tôi thừa nhận là tôi là người u mê, tôi bị bọn chúng dẫn dắt tôi suốt một năm mấy trời, để rồi bây giờ tôi mới thấy được cái sự việc này, tôi mới cảm nhận được rằng là mình đã sai, đi sai đường, tôi buộc lòng tôi phải quay đầu trở lại với cái con đường cũ. Chứ nếu như mình tiếp tục đi theo con đường này thì mình vô tình là mình lầm đường lạc lối, và thậm chí là mình không có lối ra. Và đây là những con người có thể rằng là, tôi nói không phải tôi tự hào, nhưng mà những con người dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Thì trước đây tôi làm sai với ai, tôi đã đứng lên tôi xin lỗi người đó. Tất cả những người đó tôi đã xin lỗi. Và tôi nói thật quý vị, tôi bây giờ tôi phải làm đúng với lương tâm của mình, đúng với thực tế câu chuyện, chứ tôi không thể mà đi làm sai giống như trước đây nữa. Vì mình làm sai thì mình nói sai, thì vô tình đó là khán giả của mình, những người cô chú ông bà anh chị em đã đăng ký kênh của mình, để rồi họ cũng nghe mình nói sai, rồi họ cũng tin theo. Đó là một điều sai lầm này dẫn đến sai lầm kia, là sai lầm kia dẫn đến sai lầm nọ, càng ngày càng lớn rộng ra, thì điều đó là mình là người chịu trách nhiệm. Thì tôi đã biết được cái câu chuyện này, tôi đã dừng lại và tôi đã nói lên sự thật. Đó là cái điều mà nó thật với quý vị. Không phải rằng là ai cũng đủ can đảm mà làm được việc đó. Và khi mình làm việc đó là mình sẽ bị coi như rằng là bọn chúng coi như rằng là, quý vị biết là đĩa nó vô nó phải tấn công, nó chửi bới dữ dằn lắm. Nhưng mà mình phải chấp nhận. Chứ mình không chấp nhận thì mình bây giờ giống như mình phải chấp nhận sống với lũ gì đó. Mình biết lũ nhưng mà mình vẫn chấp nhận mình sống với lũ. Tại vì sao? Lũ nó đang càng quét mình thì mình phải có cách để mình chống chọi lũ. Cũng giống như câu chuyện này thì bao giờ đĩa nó cũng tràn vào, nó cũng nó thật quý vị, nó cũng chửi bới, rồi nó nói nặng nói nhẹ, rồi thậm chí nó hạch sách mình. Nhưng mà thưa quý vị, nếu chúng ta mà ngại vấn đề đó thì chúng ta không dám đứng lên mà bảo vệ chân lý, không dám đứng lên mà nói lên cái sự thật. Thì chính vì lẽ đó, Long hôm nay Long làm được điều đó là Long cũng rất là vui và nhẹ nhàng, thanh thản cái lương tâm của mình. Đến bây giờ là vạch trần ra một số được công việc của cái con ngà ní và cái con vô ơn này nó làm, thì tất nhiên cộng đồng mạng cũng thấy hả hê.
Rồi thì thôi, đến đây Long cũng xin chân thành cảm ơn quý vị. Và bây giờ cho Long xin một phút Long quảng cáo mật ong rừng nguyên chất. Đây là mật ong rừng nguyên chất Long bán với giá là 550.000 đồng trên 1 lít. Cả nhà mua ủng hộ Long, nếu về sử dụng phát hiện mật giả, mật pha trộn, Long xin hoàn tiền 100%. Long xin thề với quý vị là như thế. Và thứ hai nữa là mật dâu tầm quý vị nha. Mật dâu tầm ở đây là một hũ như vậy là 1 kg, một hũ 1 kg. Và thành phần dâu tầm của nó là đây, đó, đây là tất cả những cái thành phần của nó. Thứ nhất là dâu tầm chín cây, thứ hai nữa là mật ong, thứ ba nữa là đường phèn, thứ tư nữa là chanh dây. 4 cái thành phần này ủ với nhau trở thành ra mật dâu. Chúng ta uống rất là tuyệt vời. Mùa hè nóng nực như thế này, chúng ta múc ra 1 ly rồi chúng ta đập đá nhuyễn vào, vắt 1 miếng chanh hay là miếng tắc vào, uống rất là đã khác. Nói thật quý vị, không có gì ngon bằng. Nhưng mà uống cái mật dâu này thì cải thiện cho giấc ngủ rất là tốt quý vị nghe. Nếu ai mà bị mất ngủ, khó ngủ, chúng ta uống mật dâu này bảo đảm quý vị sẽ được cải thiện giấc ngủ rất tốt, là thứ nhất. Và thứ hai nữa, chúng ta uống mật dâu này là cải thiện cho cái vấn đề mà đi tiểu buốt, tiểu rách rất là hay. Thì ai có những cái chứng bệnh đó thì chúng ta mua thử một vài ba hũ, vì chúng ta uống chỉ có 200.000 đồng một hũ. Chúng ta uống giải khát, uống làm mát cơ thể và có thể là trị được bệnh nữa, thì cái điều này nó quá rẻ quý vị, chứ không có mắc mỏ gì. Không phải là giống như sữa này sữa kia hay là thực phẩm chức năng này thực phẩm kia, thật bạc triệu này triệu nọ. Cái này một hũ có 200.000, mà nếu quý vị mua 5 hũ thì ở đây có 750.000. Thưa quý vị, nếu 5 hũ là 750.000. Thì đó, thì quý vị nếu muốn sử dụng thử cho biết thì coi thử Long nói có đúng hay không. Một hũ 200.000 quý vị nha, bao ship toàn quốc. Rồi, và thêm nữa đây là khô cá thu. Khô cá thu ở đây thưa với quý vị, một bịch như vậy là nửa ký, hai bịch là 1 ký. Thì 1 ký như vậy thì thưa với quý vị có giá là 400.000. Rất là ngon luôn quý vị. Tẩm ướp gia vị đàng hoàng, rất là sạch sẽ luôn. Nói thật quý vị, đem về chỉ cần chiên hoặc nướng, quý vị ăn cơm bá cháy luôn. Ồ, bá phát luôn. 1 ký 400.000. 1 ký 400.000 quý vị nha. Và đây là tôm lụi. Thì 1 ký là 1.1 triệu. Tôm lụi loại 1, 1 ký 1.1 triệu. Cũng là tẩm ướp gia vị và luôn cả mật ong trong này, rất là ngon luôn. Cái này mà nhậu hay là biếu là cực kỳ ngon. Và đây là khô cá lóc sợi. Cá lóc được lọc ra thành khoảng không còn xương sắc trong này, chỉ còn thịt không thôi. Thì cũng tẩm ướp gia vị và chúng ta chiên hoặc nướng ăn cũng rất là tuyệt vời. Nhậu cũng là bá cháy luôn. 1 ký 460.000. Và đây là tôm khô. Đây là tôm khô loại 1. Tôm quảng canh, không có phẩm màu, không có hóa chất độc hại, không có chất bảo quản, rất là ngon. Và thưa quý vị, đây là một cái loại tôm khô, đây là 1.4 triệu một ký, mà tất cả những cái loại này là không có ngoài thị trường quý vị nha. Những cái loại đó không có ngoài thị trường. Rồi, đây là những cái mặt hàng mà Long có bán để tạo cái thu nhập thêm và để mà giúp đỡ cho các anh, các chú, các cô, các bác nghệ sĩ già neo đơn hoặc bệnh tật. Thì mong cả nhà mình ủng hộ giúp Long để Long có cái điều kiện để Long hỗ trợ cho những người đó. Cũng giống như vừa qua Long có xuống thăm anh nghệ sĩ Vũ Linh Dương. Anh hiện nay là bị tai biến lần thứ 3, anh nằm một chỗ và bệnh tật thì rất ngặt nghèo, mà không có vợ con nuôi, phải nhờ một người bạn, không phải là bạn mà cái người này là cái cô cái gì này là ở trong bệnh viện đi nuôi bệnh nhân, chuyên đi nuôi bệnh nhân, mà thấy ảnh nằm trong bệnh viện mà là không có người nuôi. Thành ra chị này mới đem lòng thương nuôi giúp, nhưng mà sau đó xuất viện về thì không có nhà ở. Vì ở nhà trọ thì chủ nhà trọ sợ anh Vũ Linh Dương mất ở trong nhà trọ, thành ra người ta không cho ở nữa. Và sau đó chị này phải dẫn về dưới quê là ở dưới Bến Tre đó quý vị. Thì nuôi anh này dưới đó, mà anh bây giờ thì nói thật quý vị, đứng không được, ngồi không được, chỉ có nằm thôi. Thì thưa quý vị, rất là khó khăn, cuộc sống khó khăn. Thì vừa rồi Long cũng dẫn một doanh nghiệp xuống, chính bản thân Long và cái chủ doanh nghiệp đó cũng có giúp đỡ anh một phần. Thì bây giờ Long cũng mong muốn là bán thêm những cái sản phẩm này, kiếm thêm thu nhập, thì giúp đỡ, tiếp tục giúp đỡ cho anh và giúp đỡ cho nhiều cái mảnh đời của những nghệ sĩ già khác. Người ta có nhiều người cũng còn khó khăn lắm quý vị.
già không nhà cửa ở rồi cũng khổ lắm. Ồ, cuộc sống khổ lắm. Thành ra mong cả nhà chúng ta ủng hộ giúp Long, để cho Long có điều kiện, Long là giúp người khác. Chứ thưa với quý vị, đó là cái câu chuyện mà Long muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay. Rồi thôi, đến đây Long xin chân thành cảm ơn đại gia đình đã quan tâm và ủng hộ Long rất nhiều. Ai đặt hàng thì nhớ có cái số điện thoại trên đường, Long ghim trên điện thoại, trên màn hình. Quý vị cứ lấy cái số điện thoại đó nhắn tin, tên người nhận, tên địa chỉ, cái địa chỉ của người nhận đó cho rõ ràng cụ thể, và mua cái món hàng gì, số lượng là bao nhiêu, Long sẽ ship tặng nơi cho quý vị, miễn ship toàn quốc quý vị nha. Rồi Long xin chân thành cảm ơn đại gia đình và chúc đại gia đình ngày mới bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Xin kính chào.